Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha Hôm nay em về ấp Long Lại A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 2.300 m2 Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú à, mình nắm bắt thật là cụ thể hơn Hiện em đang đứng ở hai con đường đang chuẩn bị làm là đường bê tông rộng khoảng là 3m nha Và ở đây thì anh chị mình ghẻ cháy là di chuyển ra đường quyện lộ 42 Cặp Kinh Sáng của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 1km Và ở đây thì có đầy đủ tiện ích, chợ, trường học, quỹ ban, ngân hàng Anh chị mình cách khoảng là 1km thôi và con đường bên đây thì anh chị mình á, cũng liên thông về đường nhựa kinh đào khoảng là một km nha thửa đất này thì em giới thiệu cho anh chị mình nắm trước thật là kỹ nha ở phía trước thì cũng có con kinh công cộng khoảng là 2 mét nha anh chị con kinh này thì cũng liên thông ra ngay chỗ kinh của nguyễn tấn thành khoảng là một km từ cái mí hàng gào này anh chị mình di chuyển qua bên đây là 4 m và mình chạy dài vô bên trong là 7 70 m là tổng diện tích ở cái phần thửa đất con đường anh chị mình di chuyển vào là 280 mươi m vuông. anh chị mình di chuyển vào khu vực bên trong á, cái diện tích mình ngang là 60 m và có chiều dài là 33. À sổ mình là tổng diện tích từ đường đi vào tới bên trong thửa đất là 2.300 mét vuông nha chị ở đây thì đất này thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư anh chị có nhu cầu để lên thổ cư bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư nha trên đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng dừa và một số là chuối nha anh chị vùng đất này thì rất là thích hợp cho anh chị về để trồng cây ăn trái như là dừa nè bưởi chuối cam nhiều loại cây ăn trái khác anh chị đều trồng được luôn nha ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn để em di chuyển vào bên trong quay cho anh chị và cô chú mình tham khảo hoặc là cụ thể hơn để anh chị ở xa không tốn thời gian về đây xem thửa đất này nha em xin nhắc lại anh chị một lần nữa cái thửa đất mình á ngang là 4m mình chạy dài vào bên trong là 70m ở phần trước thửa đất là 280 mét vuông và phía sau đất mình là ngang là 60 và có chiều dài là 33 mươi à, tổng diện tích của mình là 2.300 mét vuông nha anh chị có à, từ đây thì anh chị mình là di chuyển ra bên ngoài à, khoảng là à, 70 m nha anh chị ở thành phố Mỹ Tho à, di chuyển gì đây khoảng là 15 km anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh á à, di chuyển gì đây khoảng là 80 km nha con đường này thì rộng 4 m á, anh chị có thể đổ bê tông anh chị mình là di chuyển là đường xe 16 chỗ là thoải mái luôn nha anh chị xung quanh thì có gào B40 hết rồi anh chị mình cũng yên tâm về vấn đề là ranh giới nha ở đây là cái vị trí mà thửa đất à, hôm nay em giới thiệu anh chị à, vừa này thì gia chủ chồng cũng được khoảng là 3 năm rưỡi rồi nha anh chị Vừa à, thì gia chủ đang trồng dừa dâu nha Đó, Từ đây thì anh chị mình di chuyển ra à, Bên ngoài á à, khoảng là 70m thôi nha anh chị Cái diện tích mình theo cái chiều ngang à, Mí hàng gào này nè à, Gia chủ đã cầm sẵn hết rồi à, Về thì anh chị mình khỏi làm hàng gào luôn à, Ganh giới thì có sẵn à, Đất thì tương đối à, cao gáo và bằng phẳng À, trên đất thì gia chủ à, có gắn hệ thống à, tưới tiêu à, có đầy đủ luôn về thì anh chị mình là trồng cây ăn trái và xây nhà vườn là anh chị mình nghỉ dưỡng rồi ha à, Để em mở cái la bàn lên à, cho anh chị mình xem Ở đây thì đất mình á à, đang quay về hướng à, chánh nam nha anh chị à, Em cũng xin cập nhật à, thông tin giá bán chính chủ à, Hiện à, gia chủ à, à, đang kêu bán à, với giá là 2 tỷ mốt. à, giá này à, chủ có nói với em là còn thương lượng chút ít nữa nha anh chị à, nếu anh chị có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang bên em à, sẽ có nhân viên để à, dẫn cho anh chị và cô chú à, trực tiếp xem à, thửa đất vườn này và anh chị gặp chính chủ anh chị à, trao đổi và thương lượng luôn nha mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị liên hệ bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang bên em sẽ trực tiếp và tư vấn cho anh chị luôn nha xung quanh đất thì gia chủ đã cắm trụ hàng gào hết rồi anh chị cũng yên tâm về vấn đề là ganh giới đất này thì tương đối cao gáo và bằng khoảng nha anh chị xung quanh thì không có màu mã anh chị mình yên tâm nha À, bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế à, xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị á, sân lắp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu à, bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang à, sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha À, cuối video em xin chân thành à, cảm ơn quý anh chị à, bỏ chút ít thời gian à, xem video của em à, anh chị à, nhớ ủng hộ em một like à, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ sẽ là động lực à, giúp cho kênh của em ngày càng à, phát triển hơn à, cảm ơn à, quý anh chị đã theo dõi video hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần à, video tiếp theo nha